Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự giáo hóa của Bồ Tát. Chúng ta đều biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát rất có duyên với chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Có người thường thường trong mộng được sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng chỉ cho ra khỏi con đường mê muội. Hòa Thượng đã trải qua những chuyện như vậy, mà ông họ Mã là một trong số người đó. Hòa Thượng kể, tại Châu Gia Sạn có một ông cảnh sát tên Mã Hỷ Ngũ. Ông đã quy y với Hòa Thượng Phương Trượng ở chùa tôi. Ông ta thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Địa Tạng còn đích thân truyền dạy cho ông một bài chú, nhưng không cho phép ông nói với bất cứ người nào. Đó là pháp bí mật của Mật Tông, không được nói với ai hết. Thậm chí người đó là vợ, là sư phụ của ông cũng không được phép nói cho họ nghe. Có một lần, ông hăm hở đến chùa nói với Hòa Thượng Phương Trượng: "Sư phụ, con thường mơ thấy Bồ Tát Địa Tạng, Ngài còn dạy con niệm một bài chú nữa. Chú này rất linh nghiệm, nhưng Ngài không cho con nói ra ngoài." Hòa Thượng Phương Trượng đáp: "Vậy ông có thể niệm cho tôi nghe thử không?" Ông ta nói: "Dạ không được, chú này không được niệm cho bất cứ một ai, không thể niệm ra tiếng đâu. Bồ Tát Địa Tạng nói chỉ tự mình con biết thôi, nên con không thể nói cho người khác biết." Tôi nói: "Tôi không tin là chỉ có một mình ông biết, tôi cũng biết vậy, chẳng có gì hay ho lắm đâu." "Ồ, thầy cũng biết hả? Vậy thầy nói cho tôi nghe thử xem." Tôi nói: "Tôi không muốn nói ở nơi đây, đợi một lát vào phòng tôi sẽ nói cho ông nghe." Nghe vậy, ông ta lật đật đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng ba lạy, rồi lui ra và theo tôi vào phòng của tôi. Tôi nói: "Bồ Tát Địa Tạng dạy ông bài chú như vậy, vậy phải không?" "Ồ, sao thầy biết được?" Tôi nói: "Bồ Tát Địa Tạng nói cho tôi biết đó. Lúc Ngài nói với ông, tôi nghe được đó mà." Việc này cũng kỳ diệu thật, và bởi thế nên ông ta hết sức tin tưởng tôi. Về sau, ông rất cung kính cúng dường tôi. Ông còn bảo vợ con ông nên đến quy y tôi, và thường hay mời tôi đến nhà ông ta thọ cúng dường. Hễ gặp ai, ông đều nói: "Sư huynh này của tôi việc gì cũng biết hết đó." Ông ấy gọi tôi là sư huynh vì ông ta quy y với Hòa Thượng Phương Trượng. Nhưng ông ta đã không hiểu Phật Pháp, không biết là người tại gia không được gọi người xuất gia bằng sư huynh. Tôi nói: "Ông đừng có nói bậy rằng cái gì tôi cũng biết hết nha. Thử hỏi tôi ăn bao nhiêu hạt gạo tôi có biết không? Vậy tôi làm sao có thể cái gì cũng đều biết hết được chứ?" Ha ha ha, 问什么的说